Các cài đặt admin khóa sau khi reset sẽ có admin mặc định là từ 1 đến 6. Mọi người chạm sáng bàn phím bấm sao thang. Nhập admin mặc định từ 1 đến 6. Bấm thang. Bấm số 1 để cài admin. Bấm số 1 để thêm admin. Nhập admin mà mọi người muốn cài lên, ví dụ mật khẩu hoặc là vân tay. Thì bây giờ mình cài vân tay, mình sẽ nhấn vân tay lên. Mọi người sẽ nhập đúng 4 lần. Lưu ý di chuyển ngón tay để khóa nhận dễ hơn. Rồi, như vậy là mọi người đã cài thành công ha. Rồi, nếu mọi người muốn tiếp tục cài thêm admin mới thì thao tác cũng tương tự, tiếp tục mình vào lại menu cài đặt. Mọi người sẽ bấm sao thang, chạm cho bàn phím sáng lên và bấm sao thang. Nhập admin mà mọi người đã cài vào, mình mới cài vân tay, mình sẽ nhấn vân tay. Tiếp tục bấm số 1, bấm số 1 lần nữa. Nhập admin mới mà mọi người muốn cài thêm vào. Nếu mật khẩu thì mọi người sẽ nhập 6 ký tự và bấm thang. Nhập lại một lần nữa rồi bấm thang. Rồi, khóa báo successful có nghĩa là cài thành công. Mọi người bấm nút sao thoát ra. Thử lại.